Ở gần nhà mình, công cọc nó về mấy trăm con các bạn. Đây là Lâm vô bắn con sau ca chạy hơn trước. Công cọc nó về mấy trăm con ở khu dưới này nha các bạn. Thì mình mới gọi sau ca với anh Long qua. Bây giờ mình chạy xuống dưới chắc vô cái điểm đó các bạn. Mấy anh em mình ngồi kích sẵn, con nào nó đáp thì anh em mình bắn các bạn. Chắc giờ là chiều các bạn, nó về chiều quá. Rồi để Long bắn cò xong thì mình chạy xuống điểm, mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi nha. Chắc hấp dẫn đó các bạn ơi. Này các bạn, đây mấy anh em mình tới ổ đó rồi. Giờ chủ vườn dắt mình vô coi địa hình luôn các bạn. Ông đi hơn trước á. Thì ba anh em mình lót tót theo sau. Đi vô coi địa hình các bạn ơi. Nó ở trong đây nè. Tới luôn Long ơi. Quá trời em hồi hộp rồi. Nghe nói đen hết trơn à. Kìa các bạn thấy không? Nó ỉa trắng rồi kìa các bạn thấy không? Cò với còng cọc. Quá trời các bạn ơi. Này vô đây mấy anh em mình thoải mái luôn rồi. Chủ vườn dắt vô luôn. Trời ơi, nó ỉa kìa. Ở đây là phần lẻ nè. Kìa các bạn, trên đó kìa. Trắng mấy cái đầu lá hết trơn, trắng lá hết trơn. Ôi trời. Rồi nó cây nào bác Út? Nguyên cái khu này là 300-400 con mình cọc. Nó đậu ở trên lá luôn hả? Ờ, đậu trên lá không. Đây, tự mới mày vô kiếm được đi. Chịu mình phục cái cây này, cây này nhiều. Cái cây này nó có vậy nè. Cây này nhiều nhất nhiều. Cây này, ở cây này. Giờ chịu cây mình nẻ. Chịu mình ở đây là được rồi. Giờ này rất sâu, sửa sàng rất hữu vậy. Kìa, nó đảo kìa. Nó đảo á, rất là dày đó. Rồi mấy anh em mình kiếm chỗ đi. Mấy anh em mình ổn định vị trí đi. Cái nè, cái vuông sân. Để mấy anh em mình kiếm chỗ cái các bạn. Mấy anh em mình ổn định vị trí cái rồi mấy anh em mình quay cho các bạn xem. Cái này mà nếu mà được ổn chưa đúng cây là mình vô đây ngon. Đúng rồi, giờ đốn trống rồi nè. Nhưng mà cái cây này nó ở đây quen rồi. Đúng rồi, nó ỉa trắng cây thì ở cây này nhiều. Cây anh cái cây này mà khô ha, nó đậu một cái là gãy luôn. Tại vì có lá. Công cọc nó ngủ một bài của nó, thường thường nó ngủ một bài này nè, ngay khu địa điểm mà lên bài. Gì khác? Có hồi xin làm vậy á. Dạ anh ơi, quá trời. Mình cắt lá mình che cái chỗ mình đứng nha các bạn. Mình che lại để thôi nó thấy mình. Tiếp để mình cắt tiếp cái này các bạn, lại đặng mình gặm chỗ mình đứng các bạn. Xuống này anh. Cái này chắc em phải kiếm mấy cái tàu cao cao mới được rồi. Ồ, các bạn gặm vậy che mình lại các bạn, để cho tụi nó không thấy mình. Cứng dữ vậy trời. Đó. Thấy sâu ca. Giảm thêm. Đây sâu ca nãy đứng đây thấy nó bay hướng này về. Nên gặm che lại các bạn. Thôi mình sẽ ngồi chỗ đó bắn lên. Đây các bạn. Đây mình ngồi. Mình ngồi trong mấy cái này mình núp nó chờ nó về các bạn. Sầu ca bên kia. Sầu ca trong cái ụ bên kia. Quá trời làm cái ụ như nguyên cái ổ chuột ổ bìm bìm vậy á. Làm có ụ chưa anh?
Anh Long làm ủ nước đi anh Long ơi. Không. Đây. Đây mình bắn lên đó rồi các bạn. Ngồi đây xỉa lên. Một con. Từ từ anh, từ từ thôi. Nhẹ giò thôi. Một con nha các bạn. Hay quá anh ơi, con đầu tiên luôn. Quá đỉnh. Xích vô nữa anh ơi, xích vô nữa, nó nằm ở trong đó vậy. Chết tính. Đứng im. Bỏ đứng. Đứng được. Anh Long. Lòng qua anh kia lẹ anh Long. Cái đường hồi nãy anh vô được. Được nè. Bên kia kìa, vòng ra ngoài. Chết em. Cái lòng gì không có đây nữa. Trời ơi, quá trời nó lòn lúc ở trong rồi kìa. Đó đi. Cản lời bội không được, để em nhào vô. Đây các bạn. Trời ơi nè các bạn ơi. Quá cực khổ luôn rồi. Một con. Nè anh Long, cầm cái mỏ nó để nó mổ, nó mới cắn em cái đau quá. Con này bự nha, cái ký à. Rồi. Cái gì đó. Anh đứng ở trong này luôn đi anh Long. Đứng đây bắn được không? Anh bắn ngay trong đây tụi em hết thấy rồi. Quá trễ bày giạc kìa. Quyến bày giạc luôn kìa. Đâu? Bay, đang bay. Rồi, bay hết con rồi. Anh đứng ở đây đi. Ở đây chơi được nè. Đem ra ngoài. Tiếp các bạn ơi. Gãy cánh. Sâu ca các bạn. Đóng diện đầu tiên luôn các bạn. Long ơi. Em có quá được cái lòng. Đứng nó bắn đi. Rồi tiếp các bạn ơi. Để anh em mình chờ nó về rồi bắn tiếp, quay tiếp cho các bạn xem. Chị ơi, ông Bi. Chỗ này nó mới có mấy cái rễ xuống, khó lọt đạn lắm. Ngay góc này nè.
khỏi đi, khỏi đi, nó ngẫm rồi. Chạy thầy. Cái mắng ngang cổ cái đầu gì nữa rồi. Còn mắng kìa. Đâu, bắn đi, bắn đại đi. Bỏ con này đi. Tôi nghe lấy xe. Cứ là đi về có tử rồi. Qua trời về kìa. Để cho nó nằm luôn. Cho nằm tránh luôn các bạn. Về bay bay luôn. Long Long bồi cái con hồi nãy nó dính nó trển các bạn. Bồi đi, bồi đi. Bồi lẻ đi để thôi nó đáp. Gãy gãy đâu chưa con. Bị luôn trời. Nguyên bầy cò trắng. Mày không ăn vô. Mày không ăn. Mày nhìn mày này nè. Bắn đi anh, bắn đi. Hay quá nè. Còn một con. Lâm, còn một con nữa. Bắn đi Lâm, con bé ngoài á. Anh sầu ca hả, con các bạn. Bắn. Hồi xuống. Chết rồi. Chó rớt đi. Nó thấy ngủ rồi. Ngủ rồi.
thôi để cho nó mồi đi. Để cho thôi. Để cho nó mồi bên kia đi. Thôi để đi, để đi. Được. Ê, nó còn sống anh ơi. Cho nó lết qua em. Có cậy không làm biến lội vậy. Xong rồi, xong rồi. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Sao cả. Thôi tiếp đi, núp núp tiếp đi, núp tiếp đi. Mình xong rồi các bạn ơi, săn được ba em. Tới cuối cùng thì chỉ có ba em thôi. Chuyện nổi rồi. Quá trời ba anh em mình. Tới tối thui luôn rồi, hết thấy đường luôn. Giờ co nó còn về mà mấy anh em mình. Đúng quá các bạn ơi. Đó, không có bắn nữa các bạn. Có gì tối vậy? Bắn quay cho các bạn cũng không thấy gì hết. Anh rỗi với anh. Quá mũi rồi. Ba đứa à. Cái gì mà đông mang đâu vớ vậy mà nó còn cắn được. Dạ, do cắn nè. Cậu gì nữa đâu. Rút. Rồi, rút. Hẹn các bạn tiếp theo nha.